Chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với kênh Tiểu sử sang Hoa ngữ. Trong bản tin ngày hôm nay, xin cung cấp cho các bạn thông tin tiểu sử diễn viên Dương Tử Quỳnh. Dương Tử Quỳnh sinh vào ngày 6 tháng 8 năm 1962 là một nữ diễn viên điện ảnh nổi tiếng người Malaysia gốc Hoa. Cô là Hoa hậu Malaysia và năm 1983 đã từng nổi tiếng với các bộ phim Hồi ức một thời, Gesa, Ngọa hổ Tàng Long, Phong vân phần 2 hoặc Nguyệt giáp, Xác ướp phần 3, Lăng mộ Tần Vương tại Trung Quốc. Dương Tử Quỳnh sinh ra tại Johor Perak của Malaysia. Cha của cô là một luật sư nên cô thông thạo tiếng Anh và tiếng Malaysia hơn là tiếng phổ thông Trung Quốc. Năm lên 4 tuổi, Dương Tử Quỳnh đã đi học múa ba lê và bơi lội. Đến năm 15 tuổi, Dương Tử Quỳnh đến Anh và nhận bằng cử nhân nghệ thuật tại Viện Múa Hoàng gia Anh. Do bị tai nạn ở bàn chân nên cô đã chuyển sang lĩnh vực khác, chính là học diễn xuất. Năm 1983, Dương Tử Quỳnh đã trở về Malaysia. Mẹ của cô đã bí mật đăng ký cho con mình tham gia cuộc thi Hoa hậu Malaysia. Thật bất ngờ, cô đã đoạt vương miện Hoa hậu Malaysia một cách thuyết phục. Cùng trong năm đó, Dương Tử Quỳnh đoạt luôn giải Hoa hậu MOBA ở Melbourne của Úc. Năm 1984, Dương Tử Quỳnh được mời đến Hồng Kông để quay bộ phim và quảng cáo cho một hãng đồng hồ cùng với ngôi sao hành động nổi tiếng Thành Long. Năm 1985, Dương Tử Quỳnh đã ký hợp đồng đóng phim với hãng DNB Film và xuất hiện trong bộ phim hành động hài đầu tiên của mình, Rơ Ào Bùm Bò năm 1984. Để có được vai chính trong bộ phim Yes Madam năm 1985, cô đã phải trải qua một khóa huấn luyện gai góc để thử sức mình ở thể loại phim hành động. Và bộ phim Yes Madam được xem là đột phá đầu tiên của cô. Từ đó, cô được nhiều người hâm mộ và nhanh chóng trở thành nữ diễn viên hành động số 1 của châu Á. Năm 1987, Dương Tử Quỳnh đóng trong bộ phim AC Money. Dương Tử Quỳnh được mời tham gia đóng bộ phim Police Story, Story 3 năm 1992 đã đánh dấu sự trở lại vinh quang sau một thời gian tưởng chừng như cô bỏ hẳn nghề. Dương Tử Quỳnh vẫn luôn tự đóng những pha nguy hiểm xuất sắc, Thành Long vẫn thường luôn khen ngợi cô về hành động này. Bộ phim được trình chiếu ở Hoa Kỳ, Dương Tử Quỳnh đã đổi nghệ danh từ Michelle Rong thành Michelle Khan. Năm 1992, Dương Tử Quỳnh đã phá kỷ lục về thù lao cao nhất dành cho nữ diễn viên trong lịch sử điện ảnh Hồng Kông với bộ phim Police Story, Story phần 3, cô diễn chung với Thành Long. Đây là bộ phim đã đoạt được doanh thu cao nhất châu Á vào năm đó và Dương Tử Quỳnh đã tiếp tục khẳng định mình trong các bộ phim thành công khác như The Heroic Cheer năm 1992. Dương Tử Quỳnh đã được làm việc với các đạo diễn tài năng trong lĩnh vực điện ảnh Hồng Kông như Đường Quý Lễ, Hồng Kim Bảo, diễn viên Lý Liên Kiệt. Sau đó, Dương Tử Quỳnh đã thử thách mạnh trong lĩnh vực phim tâm lý xã hội với các vai diễn trong bộ phim Ôn Khảm vào năm 1996 của đạo diễn Hứa An và Chị Em Nhà Họ Tống năm 1997. Bộ phim Chị Em Nhà Họ Tống đã đem về cho Dương Tử Quỳnh giải Kim Tượng vai nữ phụ xuất sắc nhất tại lễ trao giải điện ảnh Kim Tượng Hồng Kông. Nhưng đến năm 1997, Dương Tử Quỳnh mới thật sự tỏa sáng và được biết đến ở Hoa Kỳ. Đó là năm cô tham gia vào bộ phim Tomorrow Never Dies năm 1997, xuất hiện bên cạnh nam diễn viên Pierce Brosnan. Dương Tử Quỳnh từng là một trong những người đẹp nhất thế giới do tạp chí People Hoa Kỳ bình chọn năm 1997. Đến năm 2000, Dương Tử Quỳnh đã xuất hiện xuất sắc trong bộ phim nổi tiếng Ngọa hổ Tàng Long của đạo diễn Đài Loan Lý An cùng với các diễn viên Hồng Kông Trung Quốc như Châu Nhật Phát, Trương Chấn, Trung Tử Di. Trong quá trình đóng phim, Dương Tử Quỳnh bị rất nhiều chấn thương gần cơ, xương, may mắn là cô không bị gãy xương. Có lẽ vì thế mà không có công ty nào ở Hồng Kông chịu làm bảo hiểm cho cô. Nổi tiếng tại Hoa Kỳ với cái tên Michelle Khan, nhưng lại có tin đồn cô đã phải lòng một người Hoa Kỳ có tên là Khan. Để tránh trùng tên người yêu, thế là có quyết định lấy lại tên cũ là Michelle Ron. Ngoài việc đóng phim thì Dương Tử Quỳnh còn tham gia nhiều tổ chức từ thiện như Quỹ chống ung thư ở Hồng Kông và Quỹ từ thiện AIDS. Hiện nay cô đã tự sản xuất một số bộ phim của chính mình thông qua hãng phim Mythical Film do cô hợp tác cùng với công ty Media Asia trụ sở tại Hồng Kông thành lập. Bộ phim The Toast năm 2002 chính là bộ phim đầu tay của cô thực hiện cho hãng. Năm 2005, Dương Tử Quỳnh lại một lần nữa tái ngộ cùng với đàn em Trương Tử Di trong bộ phim Hồi ức của một Gensa được xây dựng dựa trên cuốn tiểu thuyết cùng tên. Ngày 3 tháng 10 năm 2007, cô có mặt cho Đại sứ quán ở Pháp tại Kuala Lumpur, quê hương để đón nhận bắt đầu bội tình, huân chương cao quý nhất của nhà nước Pháp.
Khi Nhật bắt đầu buổi tình, cô mặc một chiếc đầm dài của Cavalli đính kim cương đã rất xúc động. Tôi rất hạnh phúc và cảm động. Tôi chỉ là một cô gái thành thị nhỏ bé và đã biến giấc mơ hoa lệ của mình trở thành hiện thực. Tháng 3 năm 2008, Dương Tử Quỳnh tới Việt Nam theo lời mời của Quỹ Phòng chống Thương vong Châu Á AIPF tuyên truyền cho chiến dịch kêu gọi đội mũ bảo hiểm, đặc biệt là trẻ em. Năm 2008, một năm Dương Tử Quỳnh tham gia 3 bộ phim Hollywood với vai quý bà Vương trong Trẻ em Hoàng Thạch. Tiếp đó, vai phù thủy Riran trong bộ phim Ramon Me, Storm of the Dragon Emperor và nữ tu sĩ Rebecca trong Babylon. Năm 2009, nữ diễn viên Dương Tử Quỳnh là ngôi sao gốc Hoa duy nhất được bầu chọn vào danh sách 35 người đẹp trên màn bạc của mọi thời đại tạp chí People của Hoa Kỳ. Năm 2010, một thời gian tạm ngưng đóng phim thì cô đã trở lại bộ phim để chào đón năm mới Tô Khất Nhỉ. Trong bộ phim, cô đóng vai một người có võ công cao cường nhưng lại ẩn cư ở trên núi sống bằng nghề hái thuốc. Về cuộc sống tình cảm, năm 1983, Dương Tử Quỳnh đã đoạt danh hiệu Hoa hậu Malaysia. Sau cuộc thi này, cô đã quen được đại gia Kim Hoàn nổi tiếng của Hồng Kông Phan Địch Sinh, một trong những cựu chủ công ty thời trang giàu có. Năm 1988, Dương Tử Quỳnh kết hôn với Phan Địch Sinh khi sự nghiệp của cô phát triển rực rỡ. Tuy nhiên, do tính cách không hợp nhau, cuộc sống hạnh phúc giữa hai người chỉ kéo dài được 3 năm rồi tan vỡ. Báo chí nước ngoài đã từng đưa tin Oliver Stone đã tích cực theo đuổi cô suốt một thời gian dài, song Dương Tử Quỳnh vẫn ra sức phủ nhận về mối quan hệ ấy. Năm 1994, sau khi Dương Tử Quỳnh đã phát triển sự nghiệp ở Hollywood, cô quen với Dương Bình Lương, chủ tịch của Hội đồng Quản trị công ty thời trang Cảnh Phúc của Hồng Kông. Mối tình đẹp giữa họ lại tiếp tục kéo dài 3 năm. Năm 1999, Dương Tử Quỳnh đã chủ động tuyên bố đã đính hôn với Á Luân, bác sĩ của khoa tim gốc Hoa quốc tịch Hoa Kỳ. Thế nhưng họ đã chia tay một năm sau đó. Sau khi đổ vỡ với Á Luân thì Dương Tử Quỳnh đã được Thánh Long giới thiệu với Trung Tái Tử, ông chủ của một công ty điện ảnh giải trí có địa vị lớn trong xã hội Hồng Kông. Tuy nhiên, mối tình này cũng không kéo dài được lâu. Sau 3 năm hẹn hò cùng với Rin, giám đốc của đội đua Ferrari, cô đã chấp nhận đính hôn với người đàn ông hơn cô 16 tuổi từ năm 2006. Từ đó đến nay vẫn chưa kết hôn. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Các bạn đừng quên bấm like, đăng ký kênh và bật chuông để nhận được những video mới nhất. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.